Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Jennifer Phạm và chồng cũ Quang Dũng được hẹn dạy con văn minh qua động thái nhỏ trên Facebook. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ thấy Quang Dũng và vợ cũ Jennifer Phạm có cách nuôi dạy con rất hay và văn minh. Dù chia tay đã lâu nhưng cuộc sống của Hoa hậu Jennifer Phạm và nam ca sĩ Quang Dũng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ, đặc biệt là mối quan hệ hiện tại của cặp đôi. Mới đây nhất, cả hai đã nhận được cơn mưa lời khen về cách dạy con thông minh qua động thái mới nhất trên Facebook. Cụ thể, Quang Dũng đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng con trai Bảo Nam, kèm theo đó là dòng trạng thái thể hiện nỗi nhớ nhung con trai. Có bạn nhâm nhi lúc về chiều, nhớ bạn, ngay lập tức vợ cũ Jennifer liền để lại bình luận hóm hình, bay về bển với bạn ý đi. Tửu Lượng chưa biết thế nào chứ cao to hơn ba Dũng là cái chắc rồi nha. Quang Dũng cũng vui vẻ đáp lại, sắp rồi Tửu Lượng thì không cho phép bằng ba đâu nha. Không chỉ vẫn còn giữ mối quan hệ bạn bè mà Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn kết bạn trên Facebook, thậm chí mối quan hệ cặp tiên đồng ngọc nữ một thời thân thiết đến mức Jennifer còn gọi Quang Dũng là bà Dũng. Một cách xưng hô theo ngôi của con trai, cách gọi này không chỉ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, sự hòa thuận thân thiết của cặp đôi mà hiện tại, quan trọng nhất nó giúp cho Bảo Nam cảm nhận được sự kết nối của ba mẹ. Dù giờ cậu đã có hai gia đình nhưng vẫn được cả bố mẹ yêu thương trọn vẹn. Qua chi tiết nhỏ cũng có thể thấy Quang Dũng và Jennifer nuôi dạy con văn minh như thế nào. Được biết, Quang Dũng và Jennifer Phạm từng có thời gian căng thẳng sau ly hôn, tuy nhiên cả hai đã vượt qua tất cả để nuôi dạy con chung Bảo Nam thật tốt. Hiện tại, cặp đôi có thể thoải mái chat, nói với nhau về việc dạy dỗ con từ chuyện con thích gì đến học thêm môn gì. Trước đó, Quang Dũng cũng từng chia sẻ với báo chí, tôi và Jennifer rất đồng lòng trong quan điểm nuôi dạy, trao đổi với nhau hàng ngày để chọn ra hướng tốt nhất cho con. Bảo Nam càng lớn càng hiểu chuyện. Thời hiện đại, mọi thứ rất nhẹ nhàng chứ không có cảnh mẹ ghẻ con chồng như hồi xưa nữa. Quan trọng nhất là bé hiểu bố mẹ luôn yêu thương và lo lắng vô điều kiện. Dù hiện tại Bảo Nam sống với mẹ nhiều hơn như thế nào nhưng cậu nhóc vẫn luôn được bố sát sao trong việc dạy dỗ, đặc biệt là chuyện giáo dục giới tính. Dù lo lắng cho con nhưng Quang Dũng cũng khá cởi mở. Anh cho biết bản thân không cấm cản chuyện tình cảm của con ở độ tuổi dậy thì, bởi đó là chuyện hết sức tự nhiên, bởi nam ca sĩ cho rằng việc cầm đoàn quá mức có thể khiến con vì ức chế mà sinh ra tâm lý chống đối. Bên cạnh đó, Quang Dũng cũng rất văn minh khi nói về quan hệ của con và bố Dương, chồng sau của Jennifer. Thay vì phiền lòng, anh lại khá cởi mở và vui khi thấy Bảo Nam có thêm người quan tâm, gần gũi với người sau của vợ. Thấy con vui, bố cũng phải vui theo chứ sao lại chặn đường niềm vui của con bằng chuyện này chuyện kia, nam ca sĩ cho hay. Jennifer Phạm và Quang Dũng bèn duyên vào năm 2006, cả hai từng gặp là cặp trai tài gái sắc đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, năm 2009, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến dư luận sửng sốt và tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp. Thời gian sau, Jennifer thái hôn với danh nhân Đức Hải và sinh thêm ba người con. Quang Dũng cũng tìm được tình yêu mới, dù cả hai có tấm tụ ẩm mới, nhưng vẫn là sợi dây kết nối chung là con trai Bảo Nam. Được biết sau khi ly hôn, Bảo Nam ở cùng với bố mẹ. Dù vậy, cậu bé vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và thêm cả bố Dương. Những năm qua, Quang Dũng và Jennifer có cách hành xử văn minh với đối phương. Cũng nhờ đó mà Bảo Nam không bị tổn thương tinh thần, có tuổi thơ êm đềm như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hồi năm 2006, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Quang Dũng gây bất ngờ khi kết hôn cùng Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi hợp tác trong phim Những Chiếc Lá Thời Gian. Hai năm chung sống, họ đừng ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Trong chương trình 60 phút rực rỡ, Quang Dũng thừa nhận anh và vợ cũ phải tốn không ít thời gian để có thể cởi mở và gặp lại nhau. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1975 cũng thoải mái chia sẻ về ồn ào, ly hôn của mình, anh tâm sự. Con người không phải ai cũng có tất cả, tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và có sự chia ly, mất mát khi hết duyên nên đành dành sự tử tế cho nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện kết hôn với người mới cũng như mối quan hệ của tình cũ, Quang Dũng lại thẳng thắn cho rằng khái niệm hôn nhân với mỗi người mỗi khác nó cũng thay đổi theo nhiều quãng thời gian khác nhau của mỗi người. Hiện tại tôi nghĩ tôi chưa đến điều này, có lẽ thời gian với tôi
mới bật mí về điều đó, nhưng tại thời điểm này thì không. Mọi chuyện đã qua lâu rồi và nó đã được sắp xếp một cách rất ổn thỏa rồi, nên tôi không muốn nói về những câu chuyện này nữa. Giữa tôi và Jennifer đang có thể chia sẻ, cảm thông được nhiều điều và tôi muốn giữ điều đó tốt đẹp để dành cho bọn nam. Hiện tại ở độ tuổi U50 này, Quang Dũng vẫn chưa có biến đỗ mới sau lần dự giang đầu tiên với Jennifer Phạm. Nhưng anh đã có người yêu, tuy nhiên Quang Dũng đã rất kiên tiếng và ít khi chia sẻ về những câu chuyện trường tư. Người ấy của nam ca sĩ là ai vẫn là một ẩn số. Anh chỉ xác nhận rằng bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.